Xin chào mọi người có khỏe không? Mọi người ơi, lại là em đây. Thì mọi người cùng theo dõi video này của em để coi một ngày chủ nhật của em bắt đầu như thế nào nha. Ta da! Mọi người các mà em sắp xếp bộ dụng cụ nhà bếp thì ở đây mỗi thứ là em để riêng ra từng ngăn hết, và nó trật tự như thế này thì mỗi lần mà mọi người cần lấy cái gì thì mọi người sẽ tìm ra nó ngay lập tức. Ở đây, bên đây là dụng cụ, tất cả này đều là dụng cụ của mọi người. Còn ở đây, muỗng đĩa thì sẽ để riêng ra một khay như thế này. Cái đây là cây lăn bột rồi, để riêng ra từng khung hết, mọi người thấy không ạ? Rồi, đó là một cách sắp xếp nhà bếp. Rồi đây, tiếp tục là gia vị. Rồi ở đây thì gia vị cũng sẽ sắp xếp theo từng hàng. Rồi loại nào ra loại đó. Tên ở đây mọi người cần cái gì thì mọi người chỉ cần nhìn vào cái tên là mọi người có thể lấy rồi. Rồi đó. Rồi, tiếp tục chương trình sáng nay là tắm cho em Happy này. Trời ơi, mấy bữa nay không có tắm cho bả, tại vì trời nó lạnh lạnh đó mọi người. Rồi tới mẹ bút lịch với cắt tóc cho em nha. Wow, xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ. Rồi rồi.
người coi thì em sạch sẽ lắm, em ngoan lắm. Dạ, happy. Ok. Sao dạ, con sao dạ, hôm nay con sao dạ. Được rồi, nè, nước ấm rồi nè, nước đâu có lạnh đâu. Ngừa các mũi đầy đủ từ ngày mình nuôi con chó này nè, là tính ra là tiêm 7 mũi rồi đó mọi người. Rồi, được rồi. Đây, em chó nhỏ cho nên không có tắm lâu mọi người, tắm một chút thôi. Rồi nha, xong rồi ta mang cho nó khỏi lạnh. Rồi cô chú ơi, cô chú anh chị ơi, nè nhìn camera kìa. Bây giờ thì gần tới giờ trưa rồi, thì em chuẩn bị đi nấu ăn trưa. Hôm nay là chủ nhật cho nên ở nhà là nấu ăn trưa cho cả gia đình luôn. Ba mẹ hôm nay cũng không có đi làm. Trưa nay thì sẽ làm cơm chiên ăn, cơm chiên kiểu Việt Nam á mọi người. Lâu lắm rồi em không có làm cơm chiên, với lại ba mẹ chồng cũng rất là thích cơm chiên. Rồi lau tóc cho Happy, cho Happy khô sạch sẽ thơm tho. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nè. Happy chào mọi người nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người yêu mến em thì hãy đăng ký kênh của em nha, để coi những video tiếp theo của em. Xin chào.